Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Alimechina. Ở video này hay video số tiếp theo, mình sẽ làm series review giới thiệu tất cả những hồn hoàn, hồn kỹ của tất cả những nhân vật trong Đấu La Đại Lục. Thế nên video này mình sẽ review về các hồn kỹ, hồn hoàn, hồn cốt của phong hào Đấu La Mã Ông Tuấn. Lưu ý video ít từ ngữ xàm xí nhảm nhí. Vũ hồn của Mã Ông Tuấn là Tào Hỏa Phượng Hoàng. Về hồn kỹ thứ nhất Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hắn phun lửa từ mỏ tạo ra phạm vi tấn công trong đường kính 5m. Nếu mà quá 5m, Mã Ông Tuấn rướn thêm chút nữa thì mình cũng không dám chắc phạm vi có tăng thêm được mấy cm nữa không. Hồn kỹ thứ hai Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã Ông Tuấn cũng phun ra một con lửa hỏa diễm nhưng sức mạnh cường hóa được tăng thêm 30%. Hồn kỹ thứ ba Phượng Dực Thiên Tường. Hồn kỹ này giúp Mã Ông Tuấn có khả năng phi hành bay lượn như chim cánh cụt, nhưng hồn lực không ngừng bị đốt cháy. Tuy nhiên, hắn còn sử dụng kết hợp thêm được hồn kỹ thứ hai và sức mạnh được khuyến mại thêm 100%. Cộng thêm vào đó, khoảng cách phun lửa từ anh tới em được xa thêm 50%, rất phù hợp thuận lợi cho lối đánh từ xa. Hồn kỹ thứ tư, Phượng Hoàng Khiếu Thiên. Hồn kỹ này giúp Mã Ông Tuấn hình thành dung nham từ dưới đất bao bọc cơ thể đối phương và thêm ít mắc khe hắt rồi, rồi nướng vài giây thì phát nổ. Hồn kỹ thứ 5 Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Trên bầu trời đầy nắng và gió xuất hiện những đốm lửa rải rác khắp nơi. Khi Mã Ông Tuấn nạp đủ nhiên liệu, tất cả những đốm lửa rơi từ trên trời rơi xuống tạo thành một trận mưa sao lửa, gây ra lượng sát thương đa mục tiêu. Hồn kỹ thứ 6 Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Mã Ông Tuấn tích năng lượng của bản thân, tạo ra lực công kích hình dạng của một con Phượng Hoàng lửa. Hồn kỹ thứ 7 Vũ Hồn Chân Thân của Tào Hỏa Phượng Hoàng. Hắn hóa thành một con Phượng Hoàng nhưng có 7 đầu. Ngọn lửa hỏa diễm trên người khi phát ra lúc đó là khắc tinh của toàn bộ côn trùng. Và hơn hết, mỗi khi lên 10 cấp thì Phượng Hoàng của Mã Ông Tuấn lại lòi ra thêm một cái đầu. Sau khi hắn đủ 100 cấp hay còn gọi là thành thần, thì vũ hồn của hắn có tận 10 cái đầu nếu không tính thêm nhiều đầu khác. Hồn kỹ thứ 8 và hồn kỹ thứ 9 không có trong phim, nhưng mình tìm hiểu bên Trung Quốc thì chỉ là tin đồn. Hồn kỹ thứ 8 Phượng Hoàng Cửu Thiên, còn hồn kỹ thứ 9 là Phượng Hoàng Niết. Về hồn hoàn gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ đến cuối phim Đấu La Đại Lục Season 1. Hồn hoàn 1, 2 và 3 không được tác giả nhắc đến những lần đi săn bắt hồn thú mà có được. Hồn hoàn thứ 4 của con Đại Địa Chi Vương. Trong lần nhóm Sử Lai Khắc vào làng Nhật Xâm Lâm để bổ sung hồn hoàn cho các em học sinh đang còn thiếu, Mã Ông Tuấn cũng nằm trong số đó. Anh được Liễu Nhị Long dùng lối đánh rồng lột của cô thu phục con Đại Địa Chi Vương. Hồn hoàn thứ 5 không được tác giả cho biết là hồn thú nào may mắn trở thành hồn hoàn cho Mã Ông Tuấn. Hồn hoàn thứ 6. Sau khi đặt chân lên Hải Thần Đảo, ai cũng nhận xong khảo hạch. Trước khi bước vào khảo hạch thứ nhất Hải Thần Chi Quang, Mã Ông Tuấn đã đạt 60 cấp nhưng chưa có hồn hoàn, nên Hải Thần đã ban cho một cái hồn hoàn. Hồn hoàn thứ 7. Sau khi hắn đạt 70 cấp chuẩn bị khảo hạch thứ 4 của Hải Thần, Đường Tam tặng cho Mã Ông Tuấn nội đan Thập Thủ Liệt Dương Xà. Nó không phải là hồn thú mà là viễn cổ dị thú, chúa tể của các loài rắn. Loại này không hấp thu như hồn thú bình thường, mà bỏ vào mồm nuốt ực một cái. Mã Ông Tuấn phải nhờ sự trợ giúp từ Phượng Hoàng Hỏa Diễm bên trong cơ thể không ngừng tiêu hóa và thêm sự trợ giúp của Đường Tam từ bên ngoài trong thời gian hắn hấp thu là không có thừa. Về lĩnh vực, thường thường khi đạt cấp bậc Phong Hào Đấu La mới có thể sinh sản ra lĩnh vực. Tuy nhiên sau khi Mã Ông Tuấn sau khi hấp thụ xong Thập Thủ Liệt Dương Xà lại sản sinh ra lĩnh vực, nhưng khi ở trạng thái chân thân hồn kỹ thứ 7 mới có thể sử dụng được. Trong phạm vi lĩnh vực, bất cứ thứ gì không có sự sống tiếng cười đều bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm đồng hóa. Lúc đó toàn bộ thuộc tính của Mã Ông Tuấn được tăng thêm 50%. Đặc biệt nếu lĩnh vực của hắn mà không bị phá, trong phạm vi mà Mã Ông Tuấn hoạt động có bị xiên chết thì vẫn được Phượng Hoàng tái sinh sống lại. Về hồn cốt cánh tay phải, sau khi giành chức vô địch hồn sư tinh anh cấp cao đại lục, Mã Ông Tuấn được đại sư thấy cục xương hồn cốt bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm hữu ti phù hợp nên đã cho hắn sở hữu. Hồn cốt kỹ năng Phượng Hoàng Bạo Liệt Kích. Mã Ông Tuấn có thể kết hợp thêm ngọn lửa của Phượng Hoàng Hỏa Diễm, làm cho lửa có khả năng bùng nổ mạnh mẽ hơn, và nó có thể phát nổ bên trong cơ thể đối phương khi bị hỏa diễm xâm nhập vào cơ thể. Vừa rồi thì mình vừa làm xong review về hồn kỹ, hồn hoàn, hồn cốt của Mã Ông Tuấn. Nếu anh em thấy video này hay cho mình xin một like và một đăng ký. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào, hẹn anh em ở những video sau.